手住反對。Đây là hiểu vì sao đây gọi là đi hành hương rồi đúng không? Anh vào nhà hàng Tùng Lâm đi CD luôn mà đúng không? Quý khách đi tiếp theo, chúng ta vui lòng di chuyển vào hàng để đi xe điện. Quý khách nào đi bộ thì chúng ta di chuyển thẳng lên phía trên. Thank you.
Vé để cắt treo thôi ạ. Thì mình đi cắt treo thì mới làm di chuyển vào Hà để đi xe điện ạ. Đi xe điện nữa ạ. Bây giờ, chúng ta đi bộ thì chúng ta di chuyển phải lên trên ạ. Có đi cắt treo thì mình di chuyển vào Hà để đi xe điện. Đi đi. Chúng ta bắt đầu di chuyển cả lên phía trên. Còn lúc nào thì chúng ta bắt đầu di chuyển vào phía trên. Không đi chéo. Bảo là đi lên rồi, lên rồi, lên rồi. 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 Lên rồi, lên nhau nhưng mà cái bộ ấy đi rồi nhau vậy ạ. Lời chưa vào đóng cây vô đây như chưa nhìn thấy sao. Quá rẻ. Biết rồi.
Còn đây còn lên sao? Dạ còn khá xa đấy, 4 tiếng nữa. Còn theo 4... đi ấy, đi đi về cái cắp treo đi nữa hả? Dạ chú đi cắp treo thì chú đi đường bên đây. Thế. Chú đi đường bên đây chú mua vé á. Chú đi cắp treo. Treo bác đi luôn dưới này. À thế. Bác. Anh xé rồi đưa bác cái này đúng. Đây, cái này đóng cái máy khác này. Anh chịu nhu cầu chủ dịch vụ xe điện miễn phí chiều hồ vui lòng di chuyển vào hàng bên tay phải đúng không? Dưới rồi, dưới rồi. Anh xếp hàng di chuyển vào làn ạ. Vô lầu nhân viên mới anh không biết gì chưa? Thank you.
Đi cấp treo lên đây rồi. Đi đến nơi này là lên cái ra cắp treo của cô ấy. Ông ơi. Không biết được.
Ok, mọi người đi được kìa. Tân ơi! Chị bảy! Đây đây! Ta chỉ có mỗi ngày ăn phải được cái đó mà nhau đỡ lâu lắm rồi mới còn đây. Đâu cổng gì không? Sao mình đang chụp cái cổng này? Ai
chẳng nhau mua gì tận trong linh đau đắng bần coi bần đã chân người mà chẳng có tâm gì thần đau phật linh lưu tận có đều chân tất đời lắm nó không lặng đời bệnh đau phật tông thương giới trò nhưng chỉ bệnh đâu mà đâu tình trong nghĩa được trời khác nữa anh đi muối bạn Thank you.
Đây nó lên đi. Chị ơi. Chị cho nước miếng nước mát đi các bác ơi. Nước miếng nước mát một qua chứ nhiều xài rằm dứa đấy ạ.
Có giấy đây. Không thở được đi gì cả. Chắc phải bận tao rồi. Bây giờ là Thank you.
bảo là mời rồi bán thêm một chút.
Thank you.